khủng khiếp, nước mắt ngập cửa bộ giáo dục. Bộ trưởng Sơn bối rối, không quản được cấp dưới. Mượn danh nhà giáo, lạm thu, giữ tiền hộ để tiêu xài cá nhân. Án nhẹ như lông hồng khiến dư luận dậy sóng. Từ năm 1996 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo lần lượt qua các thời kỳ lãnh đạo của các bộ trưởng. Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và từ ngày 8 tháng 4 năm 2021 đến nay là Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn giáo dục Việt Nam ghi nhận những vết trượt dài đến đau lòng. Lời xin lỗi Bộ trưởng Nhạ cũng không nói được sau những sai phạm động trời không thể chối cãi. Ghế nóng Bộ Giáo dục và những kỳ vọng người dân dành cho Bộ trưởng Sơn dường như đang ngày càng trở nên mong manh khi vô số phi vụ bị vạch trần. Bộ trưởng Sơn sẽ làm gì để tránh được vết xây đổ của những người đi trước? Liệu ông có né đẹp lời nguyên ghế nóng? Và giáo dục Việt Nam sắp tới sẽ đi về đâu? Hai năm trước, sách giáo khoa đã từng là vấn đề nóng bỏng trước quốc hội đại biểu quốc hội phạm thị minh hiền hồi đó nói bà đã trách rất kỹ để đưa ra nhận định rằng không chỉ một bộ mà cả năm bộ sách đều dính các lỗi cơ bản về nguyên tắc biên soạn bản quyền ngữ liệu lỗi trong sách giáo khoa không chỉ có sai hoặc đúng mà cả lỗi nội dung chưa phù hợp và điều này cho thấy quy trình thẩm định phát hành sách còn lỏng lẻo dễ dãi vội vàng năm đó nữ đại biểu quốc hội phú yên đã nói giá trị một bộ sách giáo khoa khác hoàn toàn một sản phẩm hàng hóa thông thường nếu chấp nhận một bộ sách như một lốp xe đầy những mảnh chắp vá, tiếp tục vận hành là một thái độ thỏa hiệp rất nguy hại, xem nhẹ giá trị nhân văn trong sáng của tiếng Việt. Còn việc xử lý thì không thể dừng lại ở việc rút kinh nghiệm. Giá như hai năm trước, chúng ta nghiêm túc mở cuộc kiểm tra, thậm chí điều tra về chuyện làm và chọn sách giáo khoa, thì giờ đây đã không còn phải tiếp tục bức xúc với những bộ sách như lốp xe đầy những mảnh chắp vá, và có khi đã chẳng có chuyện sách giáo khoa đội giá gấp 2-3 lần vì khổ lớn, giấy tốt, tăng giá gấp 2-3 lần và nói như đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, mỗi năm tốn hàng nghìn tỷ đồng để mua sách giáo khoa mới do sách giáo khoa cũ không được sử dụng lại. Có những viện á không? Không ai trả lời được. Nhưng đó là một câu hỏi cần trả lời để sang năm chúng ta không còn phải chứng kiến nỗi nhức nhối sách giáo khoa và trả lại trong sạch cho cả ngành giáo dục nếu chuyện làm, chọn sách giáo khoa là vô tư, bất vụ lợi. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 36 bị cáo trong vụ án sản xuất, mua bán hơn 9,4 triệu cuốn sách giả xảy ra tại công ty in và văn hóa truyền thông Hà Nội, công ty Phú Hưng Phát, đội quản lý thị trường số 17 Hà Nội và tổng cục quản lý thị trường. 36 bị cáo này bị kết án về các tội sản xuất, mua bán hàng giả, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo đó, trên cơ sở đề nghị của đại diện viện kiểm soát, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, kết quả thẩm vấn công khai, xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Hùng, cựu phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường, cựu tổ trưởng tổ 304 Tổng cục Quản lý thị trường 9 năm tù về tội nhận hối lộ, quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bị cáo Trần Hùng còn bị phạt bổ sung 80 triệu đồng. Các bị cáo nguyên là cấp dưới của bị cáo Trần Hùng, gồm Lê Việt Phương, cựu phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 17 Cục Quản lý thị trường Hà Nội, bị phạt 30 tháng tù Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương, đều là cựu kiểm soát viên đội quản lý thị trường số 17, bị phạt lần lượt mức án là 20 tháng tù và 18 tháng tù, nhưng đều cho hưởng án treo về cùng tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo hội đồng xét xử, từ đầu năm 2021 đến tháng 6 năm 2021, Cao Thị Minh Thuận đã cùng các đồng phạm tổ chức sản xuất hơn 9,4 triệu cuốn sách giáo khoa giả các loại của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và nhà xuất bản khác với tổng trị giá theo giá in trên bìa là hơn 260 tỷ đồng nhóm của Thuận đã tiêu thụ hơn 6,3 triệu quyển, còn hơn 3 triệu quyển chưa kịp bán thì bị công an thu giữ. Tổng số thu lời bất chính là hơn 30 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo phạm tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ đã gây mất lòng tin và hoạt động đúng đắn của các cơ quan nhà nước, gây dư luận xã hội xấu. Mới đây nhất, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị chuyển cơ quan chức năng thanh tra, điều tra toàn diện việc sử dụng chi phí phát hành, chiết khấu, sách giáo khoa theo chương trình mới. Nội dung này được đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ ra khi thực hiện giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Nội dung này sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 25 trong vấn đề đổi mới sách giáo khoa phổ thông. Đoàn giám sát ghi nhận sách giáo khoa triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới được đảm bảo đầy đủ theo đúng lộ trình quy định. Nội dung sách giáo khoa cơ bản đã đáp ứng yêu cầu được đổi mới theo hướng tinh giản, tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Tuy nhiên, theo đoàn giám sát, việc thẩm định, tiếp thu, chỉnh sửa một số sách giáo khoa chưa chặt chẽ, dẫn tới chất lượng chưa bảo đảm, còn nhiều lỗi, nội dung thiếu chính xác, văn phong chưa chuẩn mực ở nhiều sách giáo khoa, nhất là với sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1, khoa học tự nhiên lớp 6 và lịch sử lớp 11. Sự khác biệt về nội dung, cấu trúc trong mỗi bộ sách khó khăn cho việc ra đề thi chung, học sinh chuyển trường phải mua lại sách giáo khoa, khó tiếp cận kiến thức. Báo cáo của đoàn giám sát nêu rõ. Theo đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tình trạng thiếu sách giáo khoa diễn ra ở nhiều nơi, nhất là trước thềm năm học mới. Phụ huynh, học sinh gặp nhiều phiền hà trong việc mua sách giáo khoa theo kênh phát hành tự do qua hệ thống cửa hàng bán lẻ. Với giá sách giáo khoa theo chương trình mới, đoàn giám sát chỉ ra việc giá tăng cao gấp 2 đến 4 lần giá sách giáo khoa chương trình cũ. Đơn cử với nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, các bộ sách giáo khoa lớp 1 mới có giá từ 179.000 nghìn. Nếu 194.000 đồng một bộ, trong khi bộ sách cũ có giá 54.000 đồng. Tương tự, các bộ sách giáo khoa lớp 2 mới có giá từ 179 đến 186.000 đồng một bộ, trong khi bộ cũ có giá 53.000 đồng. Bên cạnh đó, giá sách cao gây khó khăn cho một bộ phận người dân, nhất là ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, theo đoàn giám sát Chiêm ngưỡng biệt thự trăm tỷ của cựu giám đốc công an làm giàu siêu tốc, đại tá gom 300 năm tiền lương vang xong để ứ cả hầm, chính quyền cứng họng, dân tình choáng váng trước biệt thự và khối tài sản khổng lồ của một đại tá cựu giám đốc công an thành phố Đà Nẵng. Ở thời điểm tại vị với cấp bậc như trên, lương của ông này chỉ hơn chục triệu đồng một tháng, nhưng ngôi nhà của ông thì có giá trị lên đến cả trăm tỷ đồng. Sau khi cơ quan điều tra thống kê thì có phát hiện ra một khối tài sản khổng lồ khác vì đại tá này cũng phải cúi đầu nhận. Tuy nhiên, Kể từ thời điểm đó đến nay đã vài năm trôi qua mà dư luận vẫn chưa nhận được giải trình về số tài sản đó. Và mới đây, một vị thiếu tướng quân đội cũng được cho là đã bỏ ra hơn 100 tỷ xây biệt phủ từ một làng quê nghèo và tổ chức tiệc ăn mừng thang cấp cho bản thân. Chi tiết xin mời quý vị xem tiếp video. Vâng, thưa quý vị, theo một thông tin chưa từng được tiết lộ về căn biệt thự trăm tỷ của Đại tá Lê Văn Tam, cựu giám đốc công an thành phố Đà Nẵng, được một nữ nhà báo đăng tải trên mạng xã hội Facebook khiến dư luận càng thêm dậy sóng. Tài khoản này cho rằng ông Tam có một biệt phủ rộng khoảng 1.000m2 trị giá khoảng 100 tỷ đồng tọa lạc tại khu du lịch ven sông Hàn, khu đất đắc địa thuộc hàng Kim Cương ở Đà Nẵng. Và hơn nữa, chính Vũ Nhôm, nhân vật từng làm mưa làm gió ở Đà Nẵng một thời, chính là người đã tài trợ tiền cho ông này mua đất làm nhà. Sau đó, đại tá Tam thừa nhận mình có nhà ở làng biệt thự Eurovilla, nhưng phủ nhận việc được Vũ Nhôm biếu tiền tặng nhà. Ông Tam nói, Chuyện nhà cửa anh có cái nhà bên đó thật, còn cái việc nhà anh do Vũ Nhôm tặng tiền nong này kia là họ viết tào lao đó, không có đúng gì hết trơn. Thời điểm đó, Đại tá Lê Văn Tam có gửi báo cáo giải trình về những vấn đề có liên quan nêu trên với Ủy ban Thành ủy Đà Nẵng, còn báo cáo giải trình như thế nào không công bố cho người dân được biết. Mặc dù vậy, dẫu vị đại tá có giải trình kín kẽ đến đâu đi chăng nữa, nhưng với giá trị ngôi nhà lên đến 100 tỷ, thì vẫn nhiều người đặt câu hỏi về nguồn gốc hợp pháp của khối tài sản khủng đó từ đâu mà ra. Như đã nói ở trên, trước ngày 1 tháng 7 năm 2018, lương cấp hàm đại tá chỉ vỏn vẹn khoảng 10 triệu 920 nghìn đồng một tháng. Nếu tính cả thưởng, cả phụ cấp cộng với lương của người vợ làm giáo viên, mỗi tháng gia đình ông Tam có khoảng từ 25 đến 30 triệu đồng. Thử làm phép tính đơn giản thì để có căn biệt phủ 100 tỷ ấy, ông Tam phải mất hơn 300 năm, không tiêu gì thì may ra mới đủ tiền xây ngôi biệt thự đó. Trong thời gian gần đây, không chỉ riêng biệt thự của Đại tá Tam, người dân còn tò mò về nguồn gốc số tiền xây biệt thự của em trai Bộ trưởng Bộ Nội vụ bà Nguyễn Thị Thanh Trà, đó là ông Phạm Sĩ Quý, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái. Ông này trước đây khẳng định tiền xây biệt phủ của ông là tích góp buôn trổi đót, nấu rượu, vay ngân hàng, mượn bạn bè. Hay tri cục trưởng tri cục kiểm lâm tỉnh Quảng Trị ông Khổng Trung giải trình về biệt phủ làm hoàn toàn bằng gỗ quý hiếm của ông có từ việc làm nông nghiệp, kinh doanh cây xăng, hoặc Phó Ban Nội chính tỉnh ủy Đắk Lắc, ông Nguyễn Sĩ Kỳ khăng khăng khẳng định tiền xây biệt thự của tôi hoàn toàn do con gái gom góp. Vợ ông kinh doanh nhiều mặt hàng làm vườn, còn ông ngoài làm cán bộ nhà nước thì lúc trẻ sau giờ làm việc phải chạy xe ôm thâu đêm để con tiền xây biệt thự. Còn ở Hà Tĩnh, biệt phủ trăm tỷ của cụ bà 80 tuổi được con trai làm đại tá quân đội xây trò đã trở nên quá nổi tiếng thời gian gần đây. Thậm chí mới đây ít ngày, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh về buổi tiệc chúc mừng ông Phạm Bá Hiền, thăng hàm thiếu tướng được tổ chức linh đình tại một làng quê nghèo của tỉnh Hà Tĩnh. Được biết tòa lâu đài này đứng tên bà Từ Thị Loan, mẹ của thiếu tướng Phạm Bá Hiền, khiến dư luận không khỏi hoài nghi về việc tiền đâu mà gia đình ông thiếu tướng này xây nhà cho mẹ. Khi ấy lương ông đại tá này chỉ vòn vẹn khoảng 10 triệu một tháng.